Chương trình được sự bảo trợ của Jupiter Beauty Economy, chuyên dạy nghề làm tóc và facial nằm tại Dorchester, 617-288-1811. Sau những thông tin thương mại là kết thúc chương trình hàng tuần của SBTN Boston. Nếu quý vị muốn xem lại chương trình hôm nay cũng như tất cả những chương trình đã chiếu, xin vào trang nhà của sbtn-boston.com. Bảo Nghi và Phương Chi xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị. Elimay là trường dạy thẩm mỹ facial chuyên nghiệp. Cho những ai muốn có tay nghề vững chắc về mỹ thuật facial, hãy đến Elimay với nhiều giáo viên Việt Mỹ giảng dạy tận tình, được tọa lạc trên đường Hancock thuộc thành phố Quincy. Elimay 617-786-8900. Hãy đến với Elimay để có một tay nghề thẩm mỹ vững chắc và đầy nghệ thuật. Elimay 617-786-8900. Cô Nguyệt bánh mì Ba Lệ nằm trên con đường Dorchester trong khu phố Việt Nam. Bánh mì sản xuất tại chỗ, thơm ngon, nổi tiếng nhất tại Boston, cùng có nhiều mặt hàng Việt Nam khác. Cô Nguyệt bánh mì Ba Lệ trên đường Dorchester trong khu phố Việt Nam. Bên cạnh đó, văn phòng nha sĩ Đinh Thị Quế có đầy đủ nhân viên Việt Nam để phục vụ cho quý đồng hương. Đường tọa lạc trên con đường Adam với đầy đủ máy móc tối tân. Nha sĩ Đinh Thị Quế trên đường Adam trong khu phố Dorchester. Chương trình được sự bảo trợ của tiệm phở Buster nằm trong khu phố Boston. Phở Buster với cấu trúc hết sức khang trang và đầy đủ các món ăn hương vị quê hương Việt Nam. Phở Buster trong thành phố Boston. Vina Auto uy tín tận tâm với anh Thân Vịnh Bảo Toàn làm chủ, chuyên sơn sửa các loại xe Âu Mỹ, luôn giúp đỡ đồng hương Việt Nam khi gặp khó khăn. Vina Auto nằm tại Dorchester trong khu phố Việt Nam.